thì chúng ta sẽ bắt đầu hành trình. Và bây giờ là 9:05, xe đang chuyển bánh đi tới tượng mẹ Nalisa. Đúng văn nghệ. Đúng văn nghệ. Một rừng cây văn nghệ. Làm đúng văn nghệ. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em.
cô Nhung ấy thì sau cái chuyến mà các mẹ cô về đến giúp cho các bạn trẻ cô cả mình ấy thì các mẹ có dạy lại cho cô ấy, nhưng hôm nay đấy là thực nghiệm lần đầu tiên đấy. Có thêm cái niềm tự tin về cái niềm tự tôn dân tộc đấy ạ.